棒。宝宝灯。nóng quá, nóng quá, nóng quá, phải làm sao đây? Ôi ôi, nóng quá đi, cái tay của tôi sưng đỏ lên rồi. Ôi không, bạn đã vô tình làm bỏng tay, bạn nên cho tay ngay vào nước lạnh. Ôi ôi, đau quá đi, cái tay của tôi sưng đỏ lên rồi. Vì bị ong đốt nên bạn thật đau, mau lấy kim ra và rửa vết thương thật sạch. Ôi ôi, ôi ôi, nóng quá đi, nóng quá đi, trong mặt thật đầy, trong mặt mệt quá đi thôi. Ôi không, bạn đã đi rất lâu giữa trời nắng, tìm nơi bóng râm nghỉ ngơi đi nào. Ôi ôi, đau quá đi, ôi mắt của tôi đau quá đi thôi. Ôi không, đã có chi bay vào mắt, đừng cho tay vào giữa ngay đi nào. Bạn ơi hãy nhớ mỗi khi bị đau, mau đến bên bác sĩ ngay nhé bạn. Hứa đó nha. Cùng đến đây nào, cùng đến đây nào, cùng nhau pha phách, mau mau ra đây. Ta thích pha phách, ta thích pha phách, loài người hãy xem ta này. Con sông này, con tay này, đây là những điều ta thích. Không sữa tay này, tay bẩn qua này, là những điều ta rất thích. Đúng rồi, ta sẽ xâm chiếm thế giới. Ôi đau da dày, ôi đau da dày, ôi đau da dày quá, ôi đau quá, phát sốt luôn rồi, nhanh lên đi nào, da dày tôi đau quá. Ôi không, bạn bị ngộ độc thức ăn rồi. Nhớ rửa tay khi ăn này, nhớ rửa thật sạch đây. Hãy chắc chắn rằng nấu chín thức ăn thật là giỏi lên nha. Ôi không, có chuyện gì vậy? Ôi ôi chạy nào, ôi ôi nhanh nào, ôi ôi chạy nhanh lên. Ôi ôi chạy nào, ôi ôi nhanh nào, ta sẽ trở lại. Để gọi xe cứu hỏa 114. 114 114 để gọi xe cứu hỏa 114. Tôi là chú voi cứu hỏa đây, chiến đấu hết mình dập lửa cháy. Dạ có cháy, giúp con với. Sẵn sàng, phải thật mau lên đường. 1. Che kín mũi với miệng. 2. Đi thấp dưới khói trên đầu. 3. Nhanh tới lối thoát ngay trước mặt. Giữ bình tĩnh. Không quên, không quên. 114 114 để gọi xe cứu hỏa 114. 114 114 để gọi xe cứu hỏa 114. Tôi là chú voi cứu hỏa đây, chiến đấu hết mình dập lửa cháy. Dạ có cháy, giúp con với. Sẵn sàng, phải thật mau lên đường. 1. Không đi lung tung và 2. Nằm thấp xuống sàn nhà. 3. Lăn lăn lăn, lăn qua lăn lại. 114 để gọi xe cứu hỏa 114. Làm tốt lắm các cháu. Wow. Hãy hát lên bài ca bảo vệ bản thân nào. Thân hình này là của mình, ô thật đẹp xinh. Đúng vậy. Rửa tay thật sạch nhé, và chải răng hai buổi mỗi ngày. Chạm vào rất nhẹ và đừng cù lét. Đừng ngại ngần la lớn lên nào. Mình thấy thật dễ chịu và thoải mái. An toàn, được bố và mẹ ôm vào lòng. An toàn, mình cảm thấy sợ và thật khó chịu. Nguy hiểm, và đừng để người lạ chạm vào cơ thể bạn. Nguy hiểm, mình không thích đâu. Xin lỗi. Thân hình này là của mình, ô thật đẹp xinh. Đúng vậy. Không ai được nhìn vào tôi khi tôi không thích bạn nhìn. Và đừng bước đến gần khi tôi không cho phép. Đừng ngại ngần la lớn lên nào. Tôi có quyền bảo vệ cơ thể tôi. Đừng ngại ngần la lớn lên cùng tôi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Thân hình này là của mình, ô thật đẹp xinh. Hãy tự bảo vệ bản thân mình.
bãi biển kìa. Khoan đã. Hả? Nào mau mau hãy khởi động nha. 1, 2, 3, 4 đem theo tôi. Khắp từ đầu đến chân nào. 2, 2, 3, 4 cùng nhau mang áo phao vào nha. Cùng nhau mang áo phao vào nào. Hãy tìm một áo phao thật vừa, luôn vừa với thân nhân mình. Hãy luôn nhớ rằng có một người lên theo cùng. Lúc bước xuống biển chậm chậm thôi từng bước nhẹ nhàng. Lúc ăn no rồi nhớ đừng nên tâm ngay vội vàng. Tránh xa những nơi nơi có nước sâu. Sẵn sàng chưa? Cùng đi thôi. Nào cùng bơi thôi. Nào nào cùng nhau bơi nào nhanh lên. Ta sẽ cùng bơi bên nhau. Nào hát vang lên la 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 la. Bơi khi người lên theo cùng xuống nước. Bước chân không bơi khi đã ăn no rồi nhớ cứ bơi khi đã ăn no. Đừng vào phòng nước sâu và luôn luôn cẩn thận. Nào mình cùng hát vang lên la 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 la. Cùng ghi nhớ. Dù bạn ở đâu. Dù đi cùng ai. Cùng ghi nhớ. Cẩn thận nào. Hãy nhớ những điều này để đi thang cuốn an toàn. Hãy đứng theo từng bậc và nắm lấy lan can. Khi đứng trên thang hãy nhớ có dây dày. Ôi không, đừng chạy đùa. Ngã đây không được. La 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 la. Bước khỏi thang cẩn thận nào. Giỏi lắm. Hãy nhớ những điều này khi đi thang máy nào. Nhấn nút chỉ một lần và chớ nếm vui đùa. Hãy nhớ cẩn thận chớ để cái tay nào. Ôi không, đừng dựa. Ngã đây không được. La 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 la. Nhấn chuông khi gặp sự cố. Bạn có sao không? Hãy nhớ những điều này với chiếc xe đầy siêu thị. Ngay ngắn ngồi vào chớ có đu đưa chia rẽ. Hãy giữ chặt nào hãy nắm lấy tay cầm. Không không nên đứng trên xe. Ngã đây không được. La 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 la. Chờ người lớn sẽ tới dù bạn bước xuống. Mình bị lạc rồi. Đừng lo, mình sẽ giúp bạn. Bạn lạc mẹ rồi thì xin hãy nhớ. Một, đừng sợ chi nào. Dừng lại đây. Hai, nào nghỉ xem mình sẽ gọi ai. Ba, cô to lên giúp mình với. Nào, tên của mình là chi và tên của mẹ và bố. Cùng số điện thoại là chi. Nhớ đến lối đi về nhà. Bạn bị lạc à? Mình giúp bạn tìm mẹ nha. Đừng đi theo người lạ nhé. Không được. Dù họ là người bạn từng quen. Tìm chú công an gần đây. Chú sẽ giúp ngay thôi mà. Chú ơi, giúp cháu với. Mẹ ơi. Hãy nhớ những thông tin cần thiết. Đừng đi xa mẹ và bố. Đừng lang thang một mình bạn nhé. Trai, ta vui cắm trại, ta đi cắm trại, hãy nhớ lấy. Không nên lại gần lều còn chưa cất xong. Hãy nhớ coi chừng cọc nhọn và dây dài. Chớ nên lại gần và chơi với lửa nhà. Nóng lắm coi chừng bạn hãy nhớ đo nhà. Cẩn thận đó. Chơi thăm đi nào, mình cùng ngồi trên cỏ xanh. Hãy nhớ mang theo bình xịt xua đuổi côn trùng. Em có thật nhiều màu và trái cây lạ. Không không coi chừng bạn đừng có chạm vào. Cũng đừng có ăn nha. Không bơi vào dòng suối nha. Không được. Khi có vật gì rời khỏi tay, lấy giúp con với. Khi mưa rồi cùng tìm nơi trú ẩn nào. Cứ đừng chờ chờ thời tiết khá hơn. Ta đi cắm trại, ta vui cắm trại, ta đi cắm trại, hãy nhớ lấy. Yeah.
khi đi ngủ. Tôi luôn mơ về những thứ tôi có thể trở thành. Mình sẽ trở thành một siêu nhân đây. Mình sẽ đi giải cứu thế giới. Mình sẽ trở thành một siêu anh hùng. Mình sẽ trở thành một siêu nhân đây. Mình sẽ đi giải cứu thế giới. Mình sẽ trở thành một siêu anh hùng. Mình sẽ trở thành một ngôi sao bay. Mình sẽ bay một nơi ngoài không gian. Mình sẽ trở thành một ngôi sao bay nè. Mình sẽ trở thành một ngôi sao bay. Mình sẽ bay một nơi ngoài không gian. Mình sẽ trở thành một ngôi sao bay nè. Mình muốn trở thành Macaron. Xe cảnh sát. Khủng long nè. Ma. Còn mình thì muốn thành chiếc gió. Hả? Để mình ôm nhiều keo đây nha. Nhăm. Mình sẽ trở thành chiếc gió nè. Còn mình thì muốn thành chiếc gió. Hả? Để mình ôm nhiều keo đây nha. Nhăm. Mình sẽ trở thành chiếc gió nè. Mình ngơ ngẩy bên trong miệng. Vì nước cảm xâm nhập ha ha. Chảy nước mũi xuống cao rồi. Vì nước cảm xâm nhập ha ha. Nhớ đến răng đều và kiêng ngăn cảm cúm. Da, thịt và rau củ quả. Ăn vào thật nhiều dinh dưỡng lành. Ăn tiêm phòng cảm cúm mỗi năm một lần. Tiêm phòng cảm cúm vào mỗi năm. Xông lên bạch cầu nha. Chiến đấu. Bắt hết virus gây bệnh xấu xa. Trái, phải, phải, dừng lại, dừng. Chú ý nha. Chú ý. Khi bé muốn lên xe, phải cầm chặt thanh lan can, không được đẩy bằng mình. Không. Nhớ nha. Cài chặt dây an toàn, phải giữ đầu và tay luôn bên trong khoang xe. Luôn nhớ nha. Nắm chặt thanh lan can nè, nhớ thắt dây an toàn, luôn để đầu và tay bên trong khoang xe. Luôn an toàn nhớ. Luôn ghi nhớ không bao giờ quên. Phải cẩn thận luôn luôn. Vui vui học và nhớ. Trái, trái, phải, phải, dừng lại, dừng. Băng qua đường, qua đường. Phải chú ý xe cộ nha. Nhìn sang bên trái phải hai bên liên tục. Nhìn. Chắc nha. Để người lái xe nhìn được ta. Nhìn quan sát hai bên. Giờ bé có thể qua đường. Quan sát hai bên liên tục. Nhớ. Luôn ghi nhớ không bao giờ quên. Phải cẩn thận luôn luôn. Vui vui học và nhớ. Phải luôn ghi nhớ những bài học về an toàn giao thông. Dạ con hứa. Ôi bụi cát vàng. Ôi ôi những hạt bụi cát vàng bay lên mũi của tôi. Ôi những hạt bụi cát vàng cứ thế.
thể bay lên miệng. Ha. Búa cát vàng, tránh xa đi nào. Tránh xa búa cát vàng, cùng làm theo mình nào. Đừng đi xa. Không đâu. Và luôn nhớ mang khẩu trang. Luôn luôn rửa tay chân thật sạch. Uống nước nhiều và ăn rau quả vào để tránh xa bụi cát vàng. Ôi. Bụi cát vàng, tránh xa đi nào. Ha. Bụi cát vàng, tránh xa đi nào. Ha. Giạt cổ họng và ngứa cổ họng. Ôi đau quá đi thôi. Hey, hey. Cứ hắt xì và cứ hắt xì. Ôi sao cứ hắt xì. Bụi cát vàng, tránh xa đi nào. Tránh xa bụi cát vàng, cùng làm theo mình nào. Đừng đi xa. Không đâu. Và luôn nhớ mang khẩu trang. Luôn luôn rửa tay chân thật sạch. Uống nước nhiều và ăn rau quả vào để tránh xa bụi cát vàng. Tạm biệt. Ôi. Giờ chú ý và thận trọng. Giờ chú ý và thận trọng. Bên trong và ngoài sân, chú ý phải thận trọng. Và khi vui chơi ở trong nhà, có mấy thứ bạn không nên chạm. Bàn ủi không được. Ổ điện không được. Không được treo lên kệ cao. Tại sao? Ngã thì nguy hiểm đó. Và khi vui chơi ngoài sân vườn, bạn phải luôn luôn cẩn thận. Không được đứng trên, đứng trên bập bênh. Không trượt cầu tuốt bằng đâu. Luôn luôn chú ý đề phòng. Đề phòng gì? Coi chừng đụng bàn kha. Chào cậu bé, cháu có muốn xem cuốn con không? Bà bị gãy chân, cháu giúp bà với. Và đôi khi đang đi gặp chung người lạ, thân trong bà hét lớn. Không, cháu không đi với ông. Không, cháu không lấy đâu. Không, tránh xa cháu ra. Thu hút mọi sự chú ý khác. Hey! Lắc lư thật mạnh. Cơ thể rung chuyển thật mạnh. Mặt đất, cơ thể cứ thế lắc lư. Tòa nhà lung lay kia kìa. Trời ơi, lai động đất rồi. Nằm yên tại chỗ nào. Để kim đầu cô đi nào. Và bò từ từ bên dưới chiếc bàn. Nằm yên dưới sàn. Mưa như chút nước kia, gió như lốc xoáy kia. Trời ơi, cơn bão đến kia. Mau chạy nhanh vô nhà và tránh xa cửa sổ nhà. Không dùng điện thoại khi bão nhà. Chú ý thật kỹ đến những vật thể đang bay. Không được chạm vào đèn bị ngã hay đường dây điện. Tệ quá, chúng ta an toàn rồi. Đội biên phòng, yeah! Mau mau trên xe khi
113 113. Trường hợp khẩn cấp, chúng mình là biệt đội biên phòng. Yay! Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Ping Pong trên YouTube.